74 thứ ba ngày mùng 8 tháng 4. 74 thứ ba ngày mùng 8 tháng 4. Tại nhà hàng đặt trước bằng điện thoại. Tại nhà hàng đặt trước bằng điện thoại. Alo, hôm nay tôi đặt trước được không? Alo, hôm nay tôi đặt trước được không? Được ạ. Bao nhiêu người ạ? Được ạ. Bao nhiêu người ạ? 20 người ạ. Là tiệc công ty. 20 người ạ. Là tiệc công ty. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Thứ ba. Alo, alo. Công ty. Tiệc, tiệc.